Xin chào các bạn. Như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề mà hầu như chúng ta ai cũng hay nói, hay nhắc tới. Nhưng trên thực tế thì lại không hiểu đúng nghĩa của nó. Đa số chỉ nghe các cái câu vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nhưng để đi vào chi tiết và phân tích một cách tỉ mỉ, chính xác thì hầu như ít người nắm được. Kể cả những người thầy nhưng không chuyên tâm về nghiên cứu, hỏi cũng không biết trả lời cho các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giúp các bạn hiểu được đúng nghĩa của vợ chồng tương phối bằng tuổi. Nó có cái tác dụng để các bạn kiểm chứng, và trong tương lai các thế hệ trẻ, cái xu thế của các thế hệ trẻ sẽ yêu và sẽ lấy, và các cái tuổi giống nhau. Để hiểu được cái vấn đề này thì tôi đã có những cái tổng kết rất chuyên sâu, và hôm nay tôi cũng để cho các bạn hiểu cho đúng nghĩa, mở mang thêm câu nói vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Nó chỉ đúng một phần rất nhỏ, nhưng nếu áp dụng vào trên thực tế thì 90% sẽ thất bại. Đây là một trong những cái việc hầu như không có người san sẻ cho các bạn đâu. Như các clip trước tôi đã nói, tôi là người đăng đàn duy nhất tất cả những cái kiến thức của tôi không hề trùng lập với bất kể một clip nào, không hề trùng lập bất kể một thầy nào. Vì đây là những cái kiến thức rất chuyên sâu và bổ ích cho bản thân các bạn. Để đi vào ngày hôm nay, tôi sẽ diễn giải cho các bạn như sau. Trong 12 con giáp, có những năm, có những tuổi theo thời hạn lấy nhau đạt được chữ phúc đức, lấy nhau đạt được chữ phục vị, nhưng 80% sẽ rơi vào chữ tuyệt mệnh và ngũ quỷ. Nay tôi sẽ giải trình cho các bạn các tuổi như sau theo quy luật. Thứ nhất, trong quy luật là có hai vợ chồng tương phối, nó có gồm có 4 cặp và có 8 cái tuổi như sau. Khi vợ chồng bằng tuổi kết hợp với nhau thì ra chữ phúc đức là đệ tam cát tinh, rất tốt, gồm những cái cặp tuổi như sau. Thứ nhất là cặp tuổi Hợi Tý, Thân Dậu, Dần Mão và Tị Ngọ. Các bạn nên nhớ, đây mà không biết thì thành cạm bẫy. Lý do như sau. Tôi tổng kết 100 năm trở lại đây với các cái cặp tuổi sẽ phù hợp và không phù hợp. Theo một cái nguyên tắc là một cái tuổi ra được cái kết hợp với nhau bằng tuổi đấy, các bạn nên nhớ đây, các cái tuổi bằng tuổi, thì nó phải là 36 năm sau nó mới lập lại. Các bạn nên nhớ 36 năm nó mới lập lại được cái cặp đôi kết hôn nó tốt, và cái tuổi kết hợp nó tốt. 36 năm lập lại tức là phải qua 3 thời gian con giáp. Tôi nói đến ví dụ tuổi Dần, tuổi Mão, đây là cặp kết hôn với nhau thì nó ra chữ phúc đức, thì phải bao nhiêu, phải sau 36 năm sau nó mới lại có cái cặp giống như thế. Tôi nói ví dụ là 1938 là tuổi Mậu Dần, hai cái tuổi này kết hợp với nhau thì nó ra
Phúc Đức và tuổi năm 1939 là Kỷ Mão, kết hợp với nhau nó ra chữ Phúc Đức. Nhưng 36 năm sau, tức là từ năm 1938 Mậu Dần tới năm 1974 Giáp Dần mới được cái tuổi kết hôn đẹp. Và tuổi Mão, Kỷ Mão 1939 đến 1975, có nghĩa là 36 năm sau mới lên, mới có những cặp như thế. Con vào đấy là vào chữ Phúc Đức. Còn những cái tuổi mà ra chữ Phục Vị thì cũng 36 năm nó mới lập lại. Đây là một trong những cái mà các bạn không thể là có cái tính toán được nếu như không có những cái mà chuyên sâu. Nay tôi sẽ tổng kết cho các bạn những cái cặp đôi mà lấy nhau nó theo một cái quy luật. Thứ nhất, các bạn nên nhớ là 36 năm mới lập lại. Ở gần nhau ấy thì trên nguyên tắc là nếu như cặp đôi là 8 năm thì sẽ có một cặp 2 tuổi kết hợp với nhau nó tốt. Và 7 năm thì là 1 tuổi nó tốt ra chỗ phù vị. Nay tôi tổng kết 100 năm trở lại đây để ra những cái cặp này, các bạn phải rất nắm vững những cái tuổi như thế này. Thứ nhất là có 4 cặp gồm có 8 tuổi như sau, thì 36 năm sau nó mới lập lại cái chu kỳ đó. Gồm các cặp này này, nó sẽ ra kết hợp với nhau, nó ra chữ Phúc Đức là một trong những cái cát tinh, gia đình cát khánh, mọi sự đều phát triển, có âm phù dương trợ, có nam có nữ, gia đình con cái không dính dáng đến các cái tệ nạn xã hội. Gồm những cái tuổi như sau: năm Tân Hợi năm 1911 thì đợi 36 năm sau, tức đến năm 1947 tuổi Đinh Hợi, và 36 năm sau nó là 1983 nó là tuổi Quý Hợi, và 36 năm là 2019 là Kỷ Hợi. Thì ở tôi sẽ ấy ở cái mốc là những người còn sống và những người đang ở mức độ trung niên thì tôi sẽ thống kê ra đây. Tôi nhắc lại, Tân Hợi từ năm 1911 đến 1947 đến 1983 và 2019. Nhâm Tý 1912 đến 1948 đến 1984 và đến 2020. Đó là cặp Hợi và Tý. Về cặp Thân và Dậu, năm 1920 là tuổi Canh Thân, 36 năm sau mới tới tuổi 1956 Bính Thân, và 36 năm sau tức là 1992 là kết hôn được. Còn từ 1992 cộng thêm 36 năm nữa thì nó là trong tương lai, tôi không cộng vào đây. Tuổi Dậu 1921 Tân Dậu tới 1957 là Đinh Dậu, và 1993 là tuổi Quý Dậu. Cặp thứ ba là cặp Mậu Dần Kỷ Mão, từ 1938 tuổi Dần ấy tới 1974. Các bạn nào sinh năm 1974 có những bạn cưới rồi đấy thì kiểm tra đi, và đến 2010. Tuổi Mão 1939 là tuổi Kỷ Mão tới năm 1975. Đa số các bạn sinh năm 74-75 bây giờ đã yên bề gia thất. Hãy kiểm tra lại xem vợ chồng tương phối nó tốt hay không. Chúng tôi đã đi sâu cho các cái chi tiết. Và năm 2011. Cặp tiếp theo là cặp Tỵ và Ngọ, gồm có Ất Tỵ và Bính Ngọ. Có cặp Kỷ Tỵ và Canh Ngọ. Kỷ Tỵ bắt đầu từ 1929 tới 1965 là Ất Tỵ, và 2001. Tuổi 2001 thì trong tương lai ở đây sẽ có rất nhiều các bạn có con, có cháu sẽ cưới hỏi.
vào một vài năm nữa. Thì hãy nghe cho rõ này, những cái bạn mà sinh năm 1965 thì tương lai là các con cưới rồi hoặc là chuẩn bị cưới hoặc vài năm cưới, thì nghe cho rõ nhá. Không có lúc nó yêu đương nó lại bảo là con lấy chồng hoặc con lấy vợ, thì nghe cho rõ này. Năm 2001 là Tân Tỵ thì lấy nhau là tốt đấy. Tuổi Canh Ngọ 1930, các cụ này chắc cũng hy sinh hết rồi. Thế tôi lấy hết 100 năm trở lại đây. Và những người mà tuổi Ngọ 1966 và 2002, đấy là tuổi trong tương lai. Trên đây là những cái cặp nhớ đấy, là những cái cặp này đã lấy nhau và sẽ lấy nhau, kiểm tra được vào đệ tam cát tinh, gia đình cát khánh, âm phù dương trợ, có nam có nữ, mọi sự hanh thông, sắc sắc không không, âm phù dương trợ. Nhưng tại sao cùng những cái cặp như thế, cùng mệnh như thế, có người thành công hay có người thất bại? Lý do bốn cái cặp trên, tức là 8 tuổi Hợi Tý Thân Dậu Dần Mão và Tỵ Ngọ đều phải ở hướng Tây Tứ Trạch, tức là gì? Kết được với nhau, một là chồng là Đoài Trạch, vợ là Cấn Trạch, và ngược lại là vợ là Cấn Trạch, chồng là Đoài Trạch. Hai cái mệnh này tương phối với nhau ra chữ Phúc Đức để tam cát tinh. Các bạn nên nhớ một điều như thế. Trong 12 con giáp, 12 con vật thì đã có 8 cặp rồi, tương phối rồi, thì còn một 4 cái tuổi nữa là tuổi ngũ hành thổ, là Thìn, Tuất, Sửu và Mùi. Những cái tuổi như sau kết hợp với nhau ra chữ Phục Vị. Khi đã kết hợp ra chữ Phục Vị, nó chỉ hợp duy nhất là Đông Tứ Trạch, nó ra là Chấn Trạch. Thì vợ chồng này tương phối là đệ tứ cát tinh, gia đình cũng rất tốt, với điều kiện nhà cửa, bàn thờ, bếp núc và tất cả các sắp xếp trong nội sự, đặc biệt là hướng nhà, phải theo hướng Đông Tứ Trạch, gồm hướng Đông, hướng Nam, hướng Bắc và Đông Nam. 100 năm trở lại đây là có những cái cặp như sau. Về tuổi Thìn, về quá khứ là những người sinh năm 1916, các cụ hy sinh rồi. Những người còn đang khỏe mạnh, sinh sống lên bậc lão rồi, ông rồi, 1952, 1988 và tương lai là 2024. Tuổi Sửu gồm những tuổi 1925 đã hy sinh, những người còn tồn tại 1961 và 1997. Tất cả là tuổi Tuất, là sinh 1934, hiện đang có nhiều cụ còn đang sống, 1970 và 2006. Tuổi Mùi là những người sinh năm 1943 vẫn đang tại vị đến 1979 và 2015. Tóm lại, những cái tuổi như tôi đã nói, tuổi Thìn 5288, tuổi Sửu 6197, tuổi Tuất 970 và 2006, tuổi Mùi 1979 và 2015. Đó là những cái tuổi kết hợp với nhau ra chữ Phục Vị là đệ tứ cát tinh, là tương đối tốt, vợ chồng vui vẻ, con cái ngoan ngoãn. Đấy là cái điều tôi có thể khẳng định các bạn qua rất nhiều năm
mà tôi đi giúp đời đấy, tôi kiểm tra. Thì ngày hôm nay tôi muốn để cho các bạn đã nhớ này, các bạn đã, đây là các cái tuổi là bằng nhau ấy, bằng tuổi nằm duỗi mà ăn nó không đúng ăn như thế đâu, ngoại trừ tất cả những cái tuổi mà tôi đã thống kê ở trên mà nó không rơi vào những cái năm mà tôi đã thống kê, thì tất cả các cái tuổi sinh vào các cái năm từ 12 con giáp đó, ngoài những cái tuổi tôi đã công bố, thì đều kết hợp với nhau, đều ra chữ tuyệt mệnh và chữ ngũ quỷ, đều là đệ nhất hung tinh, đệ nhị hung tinh, không thể thọ kháng, dễ bị chia lìa, dễ bị thay đổi, dễ bị ly tán, nuôi con sẽ khó khăn. Đó là các bạn phải nắm cho nó vững. Tôi chỉ nhắc lại cho các bạn những cái tuổi gần nhất để các bạn nắm. Những cái tuổi mà ra chữ phúc đức là nó rơi vào những cái năm như sau để cho nhớ: 1983, 1984, đấy là những bạn trong tương lai này, để kiểm chứng. 1956, 1957, trong tương lai là 1992 và 1993, 1974, 1975, 1952, 1988, 1961, 1997, 1970, 2006, 1979. Là các bạn phải nắm vững được những cái mà như thế. Còn tất cả các cái tuổi khác như tuổi như thế này, lấy nhau bằng tuổi đều thất bại. Gồm có các cái tuổi, tôi nói những năm gần đây, những tuổi 1949, 1950, 51 không tốt, chỉ duy nhất có 1952 tốt. Tiếp theo 1953, 54, 55 xấu, chỉ được tốt 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 kết hợp với nhau xấu, chỉ được năm 1961. 1962, 1963, 1964 kết hợp với nhau xấu, 62, 63, 64 xấu, chỉ được năm 1965, 1966. Năm 1967, 1968, 1969 kết hợp với nhau xấu, duy nhất được năm 1970. 1971, 1972, 1973 kết hợp với nhau xấu, được 2 năm 1974, 1975. 1976, 1977, 1978 kết hợp với nhau xấu, chỉ được năm 1979. 1980, 1981, 1982 kết hợp với nhau xấu, chỉ được năm 83, 1984. 1985, 1986, 1987 xấu, chỉ duy nhất được năm 1988. 1989, 90, 1991, các tuổi này kết hợp với nhau xấu, chỉ có năm 1992, 1993 là tốt. 1994, 1995, 1996, 3 năm này các tuổi nằm duỗi kết hợp với nhau xấu, chỉ được năm 1997, tuổi năm Đinh Sửu. 1998, 1999, 2000 kết hợp với nhau xấu, được 2 năm 2001 và 2002 kết hợp với nhau. 2003, 2004 và 2005 kết hợp với nhau bằng tuổi xấu,
thì được năm 2006. '07, '08, '09, '06 chỉ được 2010, 2011. Đó là tất cả những cái tôi ấy mà tôi đã tổng kết ra, nó không có lợi. Để tôi lấy ví dụ cho các bạn một cặp tuổi ấy để các bạn so sánh. Ví dụ tôi lấy anh cũng là tuổi Dần, sinh 1986, là tuổi Bính Dần. Hai vợ chồng cùng kết hợp thì chồng khôn vợ khám thì nó ra chữ tuyệt mệnh. Hai người cùng tuổi 1987 là tuổi Đinh Mão, kết vợ với nhau, chồng là Tốn mà vợ là Khôn, ra chữ ngũ quê. Ví dụ tiếp theo là Kỷ Tỵ 1989 lấy ông 1989 lấy cô vợ 1989 cùng bằng tuổi thì cũng ra chữ Khôn và Tốn, cũng ra chữ tuyệt mệnh. 1990 là tuổi Canh Ngọ, lấy nhau là ông thì Khảm, bà thì Cấn, ra chữ ngũ quỷ. Cho nên ngày hôm nay tôi phân tích cho các bạn ý nghĩa của bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nó không có đâu. Cho dù bằng tuổi hay không, hay khác tuổi tương phối với nhau ra một cái chữ gì, nhưng ở cái xã hội này đều phải lao động bằng trí óc, bằng chân tay. Mọi người đều phải có một cái nghề nghiệp của mình, chứ không có, cho dù có vào chữ phúc đức hay là chữ đẹp mấy đi sinh khí cái thứ đi, mà nằm ở nhà sung dụng thì cũng không có được cái gì đâu. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, để cho tương lai, cái này nó là số phận, không phải mà mình thích mà được đâu. Tất cả nó đều có cái duyên nghiệp về kiếp trước ấy. Nhưng bản thân như tôi đấy, va chạm rất nhiều, cũng giúp rất nhiều, nhưng không hẳn đã giúp được cho những cái người trong gia đình nhà mình, hay là cho con cái mình, hoặc cho những người bạn bè họ hàng ở đâu. Đặc biệt nó phải là có những cái duyên phận là vì thế. Cho nên ở trong cái tương lai, đặc biệt là các bạn ở đây đều nghe trong clip này này, có thể trong giai đoạn hiện tại, tôi nói ví dụ vợ chồng năm cùng tuổi 1986 chẳng hạn, hay là 1974 chẳng hạn, có thể là trước mắt là các bạn làm ăn được, tôi nói thật. Nhưng khi mà đã rơi vào hai cái chữ tuyệt mệnh và chữ ngũ quỷ ấy, thì không sớm được muộn nó cũng sẽ bị phá, nếu như không biết hóa giải. Đây là một cái điều rất chắc chắn. Khi mà các bạn lấy nhau, nó đang đương vận thì nó không xảy ra những cái biến cố. Nhưng khi vận của các bạn nó bị suy, có vấn đề, hướng nhà hướng cửa không tốt, nó hết vận về nhà cửa, hết vận về vận trái đất, thì lúc đấy nhất định sẽ xảy ra. Cái điều này là chính xác đến 90%. Nói ở đây là có một cái cơ sở. Tôi chỉ nhắc nhở các bạn như này, tất cả những cái cấp mà lúc nãy tôi đã tổng kết trong 100 năm trở lại đấy, nó đều có quy luật là được 36 năm sau nó sẽ trung lập về hàng chi, nhưng nó khác về hàng can. Ví dụ 100 năm trước hay là 36 năm trước nó là kỷ mão chẳng hạn. Tôi nói ví dụ để đây tôi nói cái này cho nó dễ hiểu. Ví dụ là các bạn đang tuổi bây giờ là tuổi Bính Thân,
hai vợ chồng đều tuổi Thân, hay là hai vợ chồng các bạn là tuổi Đinh Dậu, thì là những cái là 36 năm sau là các bạn sinh con, nó sinh năm 1992 chẳng hạn, và 93 chẳng hạn, đấy nói 36 năm sau nó mới lập lại, mặc dù cũng là Thân, nhưng một đằng này gì là Bính Thân và Đinh Dậu, nhưng một đằng 36 năm sau nó là cũng là Thân, nhưng nó là Nhâm Thân và Quý Dậu. Nên các bạn phải nhớ đây là những cái tổng kết hàng ngàn năm nay mệnh quái rồi, nhưng tôi là cái người nghiên cứu chuyên sâu cho nên cũng giúp cho các bạn hiểu đúng nghĩa, đúng nơi, đúng chỗ và đúng thời điểm để biết. Mà nếu như có con cái hoặc các cháu, bạn bè thân cận thì cũng nên chia sẻ cái clip này cho họ. Bởi vì sao? Các cái thế hệ trẻ bắt đầu từ 96, 97, các thứ 98 bắt đầu là hàng loạt sẽ có những cái kết hôn. Để nắm được cái này, nếu như tránh được cái nào thì nó tốt cái đó. Chứ đừng để khi nó đã xảy ra rồi và không xoay chuyển được. Đồng thời qua cái clip này cũng giúp cho các bạn hiểu được đúng nghĩa, đúng cách là vợ chồng tương phối ở cái tuổi nào thì nó tốt, vợ chồng tương phối ở tuổi nào nó không tốt. Tránh cái trường hợp chỉ nghe nhưng không biết phân tích, không biết là tại sao, thì ngày hôm nay các bạn cũng đã được thỏa mãn. Và tôi trao đổi với các bạn là có một cái thống kê, có một cái tổng hợp và hoàn toàn chính xác. Tức là thời điểm 36 năm nó mới lập lại cái tuổi có thể được tốt. Còn ngoài ra, ngoài những cái tuổi mà tôi đã kê khai ở trên, tất cả các cái tuổi khác không nằm trong những cái tuổi mà tôi kê ra lấy nhau đều rơi vào hai chữ không được tốt. Để khắc phục đã đưa ra bao giờ, tôi cũng có thói quen này này, đưa ra lý do thì phải giúp người ta có đáp án. Vì cái việc này không phải ai cũng trao đổi cho các bạn như tôi đâu, và đặc biệt cũng không phải thầy nào cũng nắm được cái này đâu. Và nếu như họ nắm được cái này thì họ cũng giấu khư khư ấy, vì đây nó là cần câu cơm của người ta đấy, các bạn nên nhớ. Bởi vì sao? Phải bỏ nhiều kiến thức lắm, phải bỏ nhiều kiến thức lắm, nhiều thời gian lắm, nhiều công sức lắm mới có thể học hỏi và tổng kết được. Chứ tôi không như người khác là học vẹt đâu, tôi học cái gì thì tôi chuyên sâu lắm, nói có sách mách, có chứng, có bằng chứng, có chiêm nghiệm, có kiểm tra, có đánh giá và có đúc kết. Về gì? Để giúp các bạn hiểu một cách ngọn ngành, tránh những cái trường hợp là cứ nghe thôi, đâm ra là cứ mà thấy các cụ bảo nằm duỗi mà ăn, ngồi đấy mà nằm duỗi mà ăn, vừa nặng thế thôi. Trong xã hội này là phải lao động, phải biết năng động, phải biết sáng tạo, phải biết đoàn kết, chung lưng thì mới có thể thành công được. Bây giờ thì hóa giải một cách nào? Nếu như các cái trường hợp, đây là tôi đang nói ở cái chủ đề riêng là bằng tuổi thôi nhá, thì chưa nói đến các cái tuổi này phối hôn với tuổi kia, tuổi này tuổi kia, tôi chưa nói đâu. Mà đây tôi đang nói là bằng tuổi với nhau đấy, tuổi Tí nên lấy tuổi Tí, tuổi Ngọ tuổi lấy tuổi Ngọ chẳng hạn, hay tuổi Dần lấy tuổi Dần, hay tuổi Mão lấy tuổi Mão đấy. Đấy nên các bạn nên nhớ thì cách giải pháp như sau. Thứ nhất, những cái cặp mà tôi đã đọc ở đây là những cặp mà mang cái chữ phục vị, là những cặp như này, nói thì các bạn phải cho nó nắm được này, những cái cặp mà có cái tuổi này này, để nhớ đấy, tôi nhắc lại cho các bạn một tí nhé. Thứ nhất là những cái bạn mà sinh năm 52 này, sinh năm 88 này,
sinh năm 1961 này, 1997 này, sinh năm 1970 này và 2006 trong tương lai này, và 1979 và 2015. Nếu như mà những cặp này lấy nhau thì phải ở nhà thuộc mệnh trạch là đông tứ trạch, là hợp bốn hướng: hướng đông, hướng đông nam, hướng nam và hướng bắc. Các bạn nhớ như thế thì tất cả cổng cửa, đường đi lối lại, hướng bếp, hướng bàn thờ, hướng giường ngủ, vân vân, là các bạn theo về hướng đông tứ trạch. Còn những cái bạn sinh năm 47, sinh năm 83, sinh năm 48, sinh năm 84, sinh năm 56, 57, 92, 593, sinh năm 74, 75, 2010, 2011 trong tương lai, và 1965, 1966, 2001, 2002. Nếu như các cái tuổi này kết hợp với nhau thì các bạn ở nhà hướng tây tứ trạch, hợp hướng tây, hướng nam, hướng tây nam và hướng đông bắc. Đây mới là trên cơ bản các bạn mới nhớ. Để hóa giải khi mà gặp không phải vào các cái tuổi này mà rơi vào những cái tuổi vừa xong tôi đã nói, ngoài những cái cặp trên nó không bị phạm, thì tất cả những cái tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi nó không ở trong những cái danh sách trên thì đều bị phạm vào chữ tuyệt mệnh và chữ ngũ quỷ cực hung. Đấy là cái điều thực tế đấy. Mà đặc biệt những người nào rơi vào chữ ngũ quỷ ấy, liêm chinh ngũ quỷ, muốn không bị phá ấy, thì cứ nghèo đi, cứ đủ ăn đủ tiêu thôi thì nó không phá đâu. Nhưng khi mà có của ăn của để, có tiền, có chức vị, có danh giá thì chắc chắn 90% những người rơi vào chữ này đều có bù bịch, hoặc là sinh ra ăn chơi, nhảy múa, phá phách. Đó là cái điều tôi đã kiểm nghiệm rất rõ rồi. Còn nếu đời bố giữ được thì đến đời con nó cũng phá cho tan tành. Nên phải có cái hóa giải. Rất nhiều người chủ quan, không tin gì về thuật pháp, không tin về phong thủy, không tin gì về tử vi tướng số. Đó là cái sai lầm đấy. Để cân bằng hóa giải, hôm nay tôi chỉ đưa cho các bạn một phần nhỏ lý thuyết thôi. Còn những cái về tiêu sao thì không thể trình bày cho các bạn ở đây được. Các bạn có thể tự làm hoặc là phải nhờ đấy, tôi nói thật. Thứ nhất, nếu như các bạn rơi vào lấy nhau vào các cái tuổi, như ngoài những cái tuổi tốt ra đấy, bị rơi vào tuổi xấu đấy, tất cả cái tuổi bị xấu đấy, thì chỉ có bằng cách là gì? Hãy sắp xếp lại cái phong thủy nhà ở cho nó phù hợp với mệnh quái của mình, đông tứ trạch hay tây tứ trạch. Hai là cân bằng lại âm dương trong nhà, bổ sung ngũ hành sở thuộc theo mệnh quái, phải xem biết là những cái đông tây nam bắc nó như thế nào. Cái này bắt buộc phải có những người am hiểu người ta mới giúp được. Bổ sung ngũ hành khuyết của bản mệnh, các bạn phải biết là các bạn sinh vào năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào, để các bạn biết là các bạn bị khuyết một cái gì. Nó giống như cơ địa ấy, thì các bạn phải bổ sung thì mới có thể hóa giải nổi. Thứ ba tiếp theo nữa là các bạn phải mang theo cái vật đối ứng mà có người tính toán cho các bạn. Tôi nói ví dụ là đối ứng là những cái vật nhị hợp. Ví dụ các bạn là tuổi Ngọ, hai người là Ngọ Ngọ đấy, mà nó lại bị hình, thì ví dụ đấy người ta gọi là Ngọ Mùi nhị hợp. Hay có người thì đeo mang theo con dê, hoặc có người thì là đặt ở vị trí tam hợp cục là Hợi Dần Ngọ Tuất. Nhưng gì lúc đó lại phải tính toán đến
cái ngũ hành và bí quyết nó cũng là vấn đề rất phức tạp. Nhưng gì đây tôi chỉ có nghĩa này, tôi chỉ ra là đã tìm ra căn nguyên thì phải có giải pháp, thì tôi chỉ cho các bạn là giải pháp thôi, còn tùy thuộc vào cái trình độ của những người giúp các bạn, người ta học thuật cao hay thấp thôi, thì người ta sẽ giúp cho các bạn. Thứ nhất tôi nhắc lại này, phải sắp xếp lại phong thủy theo đúng mệnh đông tứ trạch, tây chi trạch, mệnh quái, và cân bằng lại âm dương trong cái nhà, bố cục lại cái ngũ hành trở thuộc của bát quái trong cái nhà, bổ sung ngũ hành khuyết của bản mệnh. Cái này là phải, người ta phải lập bát tử tử vi cho các bạn, phải mang các cái vật nhị hợp hoặc là tam hợp cục, hoặc là ngồi chỗ kê giường ở vị trí phúc nguyên tam hợp, dân ngõ tuất tam hợp, dân ngõ tuất tam hợp cục quá hỏa, tị dậu sửu tam hợp cục quá kim, hợi mão mùi tam hợp cục quá mộc, dần ngõ tuất tam hợp cục quá hỏa, và thân tí tỵ tam hợp cục quá thủy. Thì cái đó là sách lược đấy, còn vận dụng như thế nào. Đồng thời phải hóa giải được cái này, nhưng mà là cái khó nhất là phải hóa giải được cái cung tuyệt mệnh và cung ngũ quỷ của bản mệnh của hai người này, nó ở đâu, lấy cái gì để chế hóa nó, lấy cái gì để cân bằng nó. Thì đây gọi là tuyệt chiêu, tuyệt kỹ võ công, là không phải thầy nào cũng đủ tư cách hóa giải làm được đâu. Đấy là cái điều nọc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hãy nhớ, thầy thì nhiều, nhưng để đạt được những cái đỉnh cao tuyệt kỹ không phải ai cũng mon men làm được. Thì ngày hôm nay đây tôi cũng chia sẻ cho các bạn những cái điều sao, tôi chỉ cho cái hướng mà đi thôi. Ngoài ra người ta có thể đeo các cái bùa chú xin ở những cái thầy cao siêu, người ta sẽ có cái bùa âm dương nhị trạch, hoặc là vợ chồng hòa hợp, người ta cũng có những cái đó kết hợp được lại âm dương làm sao cho nó tốt, thì nó cũng sẽ đem lại cho các bạn những cái thành quả. Trên đây là một số những cái mà tôi đưa cho các bạn những cái tuổi như thế nào, tránh cái trường hợp cứ nghe người ta nói là bằng tuổi là tốt, không phải đâu. Tìm được cái tuổi nó không đơn giản, để lúc mà các bạn ấy có con cái đến cái tuổi vị thành niên thì cũng nên hỏi những người am hiểu là nên cái tuổi của cháu nó nên kết hợp với tuổi nào nó hợp ra sao, để tránh nhất rơi vào những cái mà không tốt, thì sau này nó sẽ đem lại những cái bất lợi cho gia đình. Ngoài những cái tổng kết trên đấy, bởi vì tôi bao giờ cũng là một người rất rõ ràng, tôi lấy lại tất cả những cái cách đây 100 năm trở về trước, từ năm 1911 trở lại đây đấy, thì các bạn ở đây cũng có sẽ người nhiều tuổi, có người trung tuổi hoặc là ít tuổi, thì người ta sẽ kiểm tra được cái đời bố người ta, đời ông người cha ấy, và bản thân cái những người đang xem, người ta sẽ kiểm tra được đời bố mẹ người ta và những cái người đã lấy nhau và trong tương lai. Bởi vì làm cái gì đấy, tôi là lý thuyết đi với thực hành, hai cái kết hợp song song, không có một cái gì nó là lệch lạc. Bởi vậy hy vọng các bạn mà đã lấy nhau rơi vào những cái tuổi này rồi, thì nó là cái mệnh số của vợ chồng ấy, nó là cái duyên nợ. Hy vọng nếu như các bạn đã kết hôn rồi thì hãy cố gắng tu tâm tích đức, cố gắng thay đổi lại bố cục nhà cửa cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ và cho nó đúng. Bởi vì ngôi nhà sạch, sạch sẽ, người vợ đảm đang, đó là điều là phong thủy tốt. Tôi nói với các bạn này này, tại sao những cái người rơi vợ chồng tương phối vào chữ sinh khí, thiên y, phúc đức và phục vị, nhưng phải có một cái tâm sáng. Tôi nói ví dụ này này, qua kiểm tra rất nhiều, bao nhiêu năm nay rồi, thì hầu như những người buôn bán lớn, những người tỷ phú, những người buôn dài, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn, vợ chồng tương phối
đa số đều rơi vào chữ sinh khí và chữ thiên y và chữ phúc đức. Đó là cái điều tôi có thể khẳng định chắc chắn các bạn. Những cái người mà làm quan chức to, tướng lĩnh, những cái cương vị chủ tịch ở các tỉnh, nhẹ nhẹ bé bé cũng phải là chủ tịch của các cái quận huyện, tôi xem nhiều lắm, thì đều rơi vào chữ thiên y và cái chữ phúc đức. Đó là cái rất chắc chắn. Bởi thiên y tức là người ta cứ ký đấy, mà ra tiền này, thiên y là lộc của trời đấy. Còn cái phúc đức ấy, tại sao người ta làm được ông tướng, tại sao người ta là lên đến ông nọ à kia, bởi vì người ta được phúc đức là âm phù dương trợ. Nhưng gì, tôi cũng cảnh báo rất nhiều, nếu các anh các chị may mắn, không phải do các anh chị tài giỏi đâu, và ở đây tôi nói tất cả những người rơi vào đó không phải do mình tài mình giỏi đâu, mà tất cả đều được âm phù dương trợ, được may mắn của tổ tiên, có mô có mạc của tổ tiên tốt, được ở những cái mảnh đất tốt, là nhiều đấy phải cố gắng mà thay đổi tâm tính. Còn nếu không, nó cứ mất đi, nó cứ dần dần nó cứ lụi, nó cứ lụi, nó lụi, nó lụi, nó mất đi. Nó ngược lại, những người rơi vào những cái vợ chồng tương phối, vào những tuyệt mệnh ngũ quỷ lục sát họa hại, nhưng người ta có tâm, người ta có đức, người ta tin tưởng vào Phật pháp. Đấy. Người ta luôn luôn hướng thiện thì tự nhiên nó lại thay đổi, nó lại cứ nó dần dần nó cứ cải tiến dần dần, nó cứ lên dần, nó lại lên dần. Cho nên tôi nói này, mọi thứ đấy đều là do cái tâm của mình. Đừng cho mình là tài là giỏi, là tự mình là thế nọ thế kia, không phải đâu. Bao giờ người ta cho cái học tập là thứ năm, các bạn nên nhớ một điều này này, nó quy định như này: nhất mệnh nhị vận tam phong thủy tứ tích tâm đức ngũ học tập. Cái kiến thức học tập người ta cho là thứ năm thôi nhé. Cho nên đạt được năm yếu tố đó thì tất là thành danh. Mà lại gì, lại kết hợp được cái mệnh vợ chồng tương phối, được ra chữ sinh khí thiên y phúc đức và phục vị, thì tôi khẳng định những cái người này đều là những người thành công mỹ mãn. Nên các bạn hãy nhớ là những cái clip tôi đã trao đổi nó đều bổ ích cho các bạn, và những cái đề tài tôi nhắc các bạn này này, và để các bạn tham khảo, để các bạn nào mà đang học hành hoặc là nghiên cứu chưa chuyên sâu thì hãy thay đổi về tâm tính, học và đi mới hành, và nên học hỏi và nên lấy cái tâm làm gốc, cũng như gọi là bác sĩ đi giúp người tạo phúc, thì dần dần kiến thức của các bạn sẽ cao lên và củng cố, sẽ giúp được nhiều người để tăng tâm tích đức. Tuần tới thứ bảy này, nếu không thay đổi, tôi sẽ chủ đề chọn ngày giờ tốt nhất theo đúng thuật phong thủy trước khi vào khởi sự. Và cái đề tài này rất nhiều người xem, nhưng tôi sẽ đăng đàn, nó lại hơi độc đáo, lại chỉ có mình thôi, là một kiểu nó không bị nhàm chán, nó không giống như những cái người khác đã trao đổi. Và ngày hôm nay cũng chúc các bạn một buổi tối tốt lành, và cũng xin chào các bạn mà đã xem, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và chia sẻ.